Hello, xin chào các bạn, mình là Minh đến từ Tony Barbershop. Dạo gần đây thì mình cảm thấy giống như là khách hàng và những bạn bắt đầu sử dụng sản phẩm tạo kiểu cho tóc thì thường gặp một cái vấn đề khá là khó khăn trong việc chọn sản phẩm thế nào cho phù hợp với mái tóc của mình. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ phân biệt từng loại sản phẩm bao gồm từ wax, clay wax, pomade và matte paste, gel. Và trong video hôm nay các bạn sẽ hiểu rõ hơn về từng dạng sản phẩm và giúp cho mình chọn được một cái sản phẩm phù hợp cho tóc hơn. Thứ nhất mình sẽ nói về cái dòng sản phẩm khá là gọi là dễ sử dụng hợp trong nhiều trường hợp, chẳng hạn như mình đi chơi, đi quẩy các kiểu. Và thường thì bắt đầu là wax thuần nó sẽ theo hướng là giữ nếp cao với độ bóng thấp, và kèm theo đó là nó sẽ có một cái độ ẩm nhẹ. Thì wax thuần hôm nay mình có một con wax đến từ Best Hair Tiki, nó là dòng sản phẩm khá là thông dụng và cực kỳ dễ sử dụng luôn. Và mình sẽ múc ra cho các bạn thấy được cái chất sáp khá là mịn và mềm của nó. Ok, tiếp ngay sau đó thì mình sẽ nói về cái dòng clay wax này. Clay wax thì nó sẽ đặc biệt hơn là khi các bạn múc vào tay, các bạn sẽ cảm nhận được cái độ đặc của nó. Và thường cái hiệu năng mà clay wax mang đến cho mái tóc là nó sẽ theo hướng là bóng thấp, giữ nếp cao và nhiều khi nó bóng nó còn thấp hơn cả một con wax thuần nữa, nghĩa là nó sẽ tạo hiệu ứng bóng mờ á. Thì chất sáp khi mà các bạn đụng vô chắc chắn là các bạn sẽ cảm thấy nó đặc hơn, dày hơn, cảm giác như nó khá là khó đánh tan luôn á. Thường có những, và mình sẽ múc thử ra cho các bạn coi chất sáp khác biệt giữa sự khác biệt giữa một con clay wax và một con wax thuần. Clay thì chắc chắn là cảm giác vô múc ra là cảm thấy nó sẽ dẻo hơn rất là nhiều. Và có một số dòng clay nó khá là đặc biệt thì nó có khả năng làm dày tóc, chẳng hạn như con Kevin Murphy Rock Raider thì nó sẽ theo hướng clay nhẹ tóc và đem lại hiệu ứng cực khô cho những bạn cảm giác giống như mình hay ra mồ hôi dầu nhiều và cần một mái tóc bầu bền cho cả ngày. Tiếp ngay sau đó mình sẽ nói về pomade. Pomade là một dạng sản phẩm tạo kiểu khá là truyền thống. Nó sẽ cho chúng ta một mái tóc bóng bẩy, mượt mà, và thường sẽ dùng cho những kiểu tóc giống như là slick back, pompadour, side part và những kiểu cổ điển khác. Thì về phần pomade này mình sẽ chia nó làm hai nhánh chính. Thứ nhất là pomade gốc dầu. Pomade gốc dầu với nhiều thành phần dưỡng sẽ giúp cho chúng ta có một mái tóc bóng bẩy và cảm giác giống như là sau mỗi lần dùng tóc các bạn sẽ mềm mềm và mượt hơn. Và gốc dầu thì cũng khá là dễ nhận biết, cảm giác giống như khi mà các bạn đánh ra tay nó sẽ khá là nhớt. Và để mình múc thử cho các bạn coi cái chất sáp của con pomade này, nhìn nó khá là nhớt luôn. Ok, tiếp ngay sau đó mình sẽ nói về phần gốc nước. Ok, gốc nước nó sẽ chia ra làm hai nhánh nữa, đó chính là gốc nước chính thống, gốc nước chính thống và gốc nước không chính thống. Thì thế nào là gốc nước không chính thống? Gốc nước không chính thống nghĩa là nó sẽ theo hướng lai giữa dầu và nước. Pomade không chính thống này thì nó sẽ theo hướng là cho chúng ta một cái hiệu năng khá là giống với lại pomade gốc dầu. Nhưng hiện giờ thì nhu cầu của khách hàng ngày càng cao nên đôi khi có những người muốn sử dụng pomade gốc dầu nhưng lại muốn có một cái độ bóng thấp như là một con wax bình thường thôi. Thì đâm ra chúng ta sẽ có những dòng sản phẩm khá là dễ sử dụng, chẳng hạn như con Black Sheep này, nó sẽ theo hướng là bóng thấp và giữ nếp cực cao như một con gốc dầu nhưng lại dễ gội rửa như một con gốc nước. Thì mình sẽ cho các bạn coi thử cái chất sáp của con Sheer Revival này đi. Con này cũng khá là nổi tiếng, con này thiên hướng là cream pomade và chất sáp của nó chắc chắn là các bạn sẽ thấy nó hơi lạ, và khi mình múc vô nó sẽ không đặc như gốc dầu, nó sẽ theo hướng là cực kỳ mềm, nhưng mà khi lên tóc thì chắc chắn là nó sẽ rất chảy, rất là mượt. Thì mình sẽ để chiếc sáp ở đây và cho các bạn coi thử. Chiếc sáp của nó mịn hơn một con wax bình thường một chút. Tiếp ngay sau đó mình sẽ nói về dòng gốc nước chính thống. Gốc nước chính thống thường nó sẽ dễ bị hiểu lầm là gel, nhưng thực sự thì nó là một con gel pomade, nó gọi là gel pomade luôn. Thì gel pomade nó sẽ cho chúng ta một cái hiệu năng bóng cao, nhưng đi kèm đó là nó sẽ dễ bị khô cứng. Thường thì lúc các bạn vuốt lên tóc các bạn sẽ cảm thấy giống như nó mượt như một con pomade bình thường vậy,
nhưng để khoảng tầm nửa tiếng đến 45 phút gì đó chắc chắn là nó sẽ khô, khô như một con gel. Đó là lý do nó được gọi là gel pomade. Và những dòng gốc nước này cực kỳ dễ gội rửa nha, cực kỳ dễ gội rửa luôn. Chỉ cần nhiều khi các bạn xả nước thôi thì nó cũng đã đủ cho khoảng 80% pomade rồi. Và nếu mà để mình cho các bạn coi thử cái chất sáp của nó khá là trong suốt. Ok, nó trong suốt luôn. Scoop ra tay, múc ra tay thì cảm giác nó khá là kiểu như nó hơi giống với lại rau câu á. Mình sẽ để chất sáp đây cho các bạn coi thử. Hoàn toàn trong suốt. Ok, tiếp ngay sau pomade mình sẽ nói về dòng matte paste này. Thì paste là một dạng sản phẩm tạo kiểu có độ kích dính cao, khi nó sẽ hơi rít khi mà bạn vừa apply liền lên tóc, nhưng bù lại nó cho chúng ta một cái độ dịu nếp cao, texture tốt và lên form nhanh. Thường thì matte paste này mình cảm thấy nó hợp với rất là nhiều chất tóc luôn. Thì tại vì paste nó theo hướng ẩm nên đôi khi về cuối ngày á, cái độ hôn nó sẽ bị giảm dần theo thời gian. Và đặc trưng nhất mình sẽ cho các bạn coi thử chất sáp của con Oda Matte Paste này. Thì Matte Paste, cái chất sáp nó khá là mịn, mềm, thậm chí là nó creamy hơn một quát thuần một chút xíu. Và cút lên thử. Đây là chất sáp của con Oda Matte Paste. Nhìn khá là giống so với quát thuần nhưng cảm giác khác biệt thì các bạn phải trải nghiệm ở trên tóc mình. Tại vì dòng Matte Paste này nó khá là đặc biệt, nó hơi lai giữa một ít giữa wax, một ít giữa clay và một ít của pomade về độ kích dính nữa. Nên đôi khi mình nghĩ cái dòng Matte Paste nó đặc biệt quá nên chắc mình ưu tiên các bạn trải nghiệm nó hơn. Và phần cuối cùng mình sẽ nói về con Muse và Gel này. Thì Muse là một dạng sản phẩm tạo kiểu nó theo hướng là giữ nếp cực kỳ, mình có thể nói là từ thấp cho đến vừa, thích hợp cho những người giống như thích những kiểu slick back hoặc là những kiểu tóc dài cần có một độ giữ nếp nhẹ và hơi bóng nhẹ ở trên tóc thôi. Và đôi khi mousse này mình cũng được, mình kiểu như mình thấy có một số bạn dùng giống như một sản phẩm pre-styling, chẳng hạn như là mình có thể dùng trước khi sấy để boost volume và tăng thêm độ giữ nếp cho mái tóc để giúp mái tóc bồng bềnh cả ngày. Và cuối cùng mình sẽ nói về gel. Gel thì nó khá là kén người sử dụng luôn, tại vì gel nó theo hướng là nó khá là đặc, vuốt lên thì sẽ bị cứng và rất là cứng luôn, rất là khó tạo kiểu lại khi mà bạn đội nón bảo hiểm. Thì thường những con gel mà như vậy thì nó sẽ chỉ hợp với những mái tóc dày. Và ngay sau đó mình sẽ cho các bạn coi thử cái chất sáp của nó. Nó khá là đặc luôn, nhìn nó không như gel pomade nha. Nó sẽ hơi khác gel pomade ở một điểm là các bạn có thể lắc nó lên và nó giống như là, đây để mình cho các bạn coi, nó giống như là, nghĩa là giống như, nó giống y chang như là rau câu vậy. Và nó cực kỳ dẻo luôn, mình có thể quện nó ra. Cái chất của nó không đặc như gel pomade, cực kỳ khác. Và để mình cho các bạn coi được cái dòng mousse này. Thường dùng mấy con mousse này nhớ lắc lên trước khi sử dụng. Mousse nó thì theo hướng dạng bọt và không, chỉ cần xịt ra, vuốt lên và sấy thôi. Ok, và đây là tất cả những gì, những dòng sản phẩm bao gồm từ wax, clay, pomade. Thì những dòng sản phẩm đây nó sẽ phù hợp với rất là nhiều trường hợp sử dụng, tùy thuộc vào cách bạn sử dụng nó. Và mình mong các bạn sau video này sẽ hiểu hơn về những sản phẩm tạo kiểu và có thể đến ngay Tony Store để chọn cho mình một mũ wax thật là hợp với mái tóc nhé. Cảm ơn các bạn.